Kính chào cô bác anh chị em. Tới giờ này là đúng là 24 giờ. Chưa được 24 giờ, còn khoảng 10 phút, hơn 1 phút nữa mới được 24 giờ. Kể từ khi mình làm cái thùng vi sinh bản địa IMO4 để dùng cho nông nghiệp. 12 giờ 40 nha. Thì hiện tại là bây giờ là 12 giờ 20, còn 20 phút nữa là 40 phút. 20 phút nữa mới đúng, tức là mình làm ngày hôm qua âm lịch nha. Bản 6 này ngày 46 thì thật ra là nửa đêm, tức là khoảng 12 giờ đêm, là 12 tiếng đồng hồ đó, thì mình đã nó có nghe nó bay cái hơi lên rồi. Bây giờ thì bổ sung thêm chút xíu nữa, ngày hôm qua là mình có chuẩn bị cám gạo nhưng mà mình quên, nghe của anh chị em mình quên thông báo, nhưng sau đó là mình vẫn cho cám gạo vô trong cái thùng IM4 này nha. Bây giờ hiện tại là nó đang lên, nó sôi bóng nè. Đó. Cô bác anh chị em để ý kỹ nha. À. Nó sôi lên nè. Cái mùi rất thơm nha, nửa đêm là mình đã nghe thơm cái mùi nghe IM4 này cô bác anh chị em. Rất là ok. À. Cái này nó để quay, mình quay cho từ về ngang của cái thùng thử coi thấy bên trong không nha. Đó, nó sôi, nó hoạt động ở trên nè, mình không hề đụng cái gì nó, nghe cô bác anh chị em, nó đang sôi lên, nghe cô bác anh chị em. Đó. Lâu lắm rồi nghĩa mới làm lại cái thùng im 4, chắc cũng khoảng trên dưới hơn năm, 2 năm gì đó, không nhớ chính xác nữa, có quay video mà không có để ý cái video. À, cô bác anh chị em xem kỹ nha. À, những người mà những cô bác anh chị em mà thích IMO4 nha, thích cái vi sinh bản địa đó ha, thì bây giờ nhìn nè, nó sôi lên. Đây là mình quay lại cái mình cập nhật lại cho cô bác anh chị em xem thôi. Quá trình của mình làm là mình mới đăng ngày hôm qua luôn đó. Bây giờ mình sẽ đăng tiếp cái video này ngắn ngắn chừng ít phút thôi. Ngày hôm qua thì hình như khoảng 14 phút đó. À, hôm qua nay là mình không có quậy bằng cái cây, cái giá, mình chỉ quậy bằng cái giá 2 lần đó thôi, còn như là mình lắc không, nghe của anh chị em. Này, rồi trở lại cái mép trên mình coi nè. Đó. Đó, hơi oxy nó lên, nó thổi bóng lên nè. Thấy chưa? Đó, cô bác anh chị em để ý kỹ nha. Để ý kỹ mới thấy chứ để nhìn sơ sơ là không thấy. Thì nghĩa đưa màn hình gần gì thì nó dễ thấy hơn. Khi mà lên tivi nó sẽ to dữ lắm. Lên điện thoại thì nó bình thường, nhưng mà lên tivi nó sẽ to lắm. Mình nghĩa để xa tí xíu nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắc cái thùng lên cho cô bác anh chị em xem cái cách mà nghĩa làm, thay vì người ta quậy người ta khuấy thì mình sẽ lắc. Mình nãy giờ không biết cái thùng có lắc chưa mà điện thoại mình nó lắc quá hơi rung, nghe cô bác anh chị em. Đây. Thì cách của nghĩa làm, thay vì mình đưa cái cây vô mình khuấy 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 thì nghĩa là sẽ làm vậy. Quá thơm cô bác anh chị em ơi. Nghe lắc gì không à, đa số là hôm nay mấy bữa nay hẹn qua này là lắc không à. Cái tạo oxy một ngày mình lắc mình khuấy chừng hai hoặc 3 lần không sao, cô bán chị em càng mạnh càng tốt, càng có oxy càng là càng ngon. Đó. Cái này là mình sử dụng, mình có thể sử dụng được nha, tức là mình có thể uống cái này được nha cô bác, chỉ có cám gạo thôi. Mà cám gạo cũng sạch chứ đâu có gì đâu dơ. Người ta nói cám gạo cho heo ăn, mà bây giờ người ta không ăn cám gạo được sao? Nhưng mà nếu mà người khác không ăn cám gạo được thì Nghĩa có thể dùng cám gạo được, tại vì Nghĩa tuổi con heo. Oh, thơm quá của anh chị em ơi. Đây, mình ngày mai ngày mốt gì đó mình sẽ test cái sử dụng xử lý cái mùi, rồi cái mình sẽ thông báo cập nhật cái video này lại cho cô bác anh chị em xem. Mình nhớ kỹ nha, mình đậy bằng cái khẩu trang mới nha, cho nên khẩu trang này nó không có con gì lọt vô, mà nó có thể có oxy nha,
Nếu mà mình đậy bằng cái lưới mà kiểu là lưới bọc mít á, là nó sẽ dễ bị con này con kia nó chui vô ngay con bánh chị em. Con nhỏ đi. Đây thì mình đậy lại, mình dặn lại, ở bên trong nó vẫn có oxy bình thường. Đấy, rồi quá trình cái thùng imbo mình đã đạt ok. Hôm nay là còn 20 phút nữa là đúng là 24 tiếng luôn. Rồi video ngắn gọn để thông báo cái thùng vi sinh vật bản địa có nghĩa đã thành công. Sợ mình làm lâu quá mình không có làm lại, nó sợ nó không thành công, cho nên mà mình quay lên đây để cập nhật cho cô anh chị em xem. Nếu mà thành công cũng quay, mà không thành công cũng quay. Tại sao? Tại vì đó mình làm lâu quá rồi mình bị lục nghề, mà không làm là không tốt, không ok. Rồi xin kính chào, cảm ơn cô bác anh chị em và những anh em cô bác đã xem cái, đã quý cái vấn đề IMO đó. Nhiều chú, nhiều bác, nhiều anh, nhiều chị đó, rất là thích IMO, tại vì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Sẵn đây mình nói luôn, lâu rồi mà mình không có nói đó, mình nói lại chút xíu. Nó có thể xử rác, xử lý rác nè, rác thải hữu cơ, rồi nó có thể khử mùi, rồi nó có thể, mình có thể dùng nó để cái hệ thống tiêu hóa của mình nó tốt hơn. À, đây là trong đây nó có nhiều cái chủng vi sinh mà trong bộ y tế cho phép, như là sữa chua nè, rồi men tiêu hóa nè, men rượu thì nếu mà người ta nấu rượu á thì mình có thể dùng một tí xíu rượu thôi để là cho những cho tiêu hóa. Những cái ông cụ xưa đó ha, mình có biết một ông cụ đó, mình đi lạc đề tí xíu, mỗi một bữa cơm của ổng á là ổng dùng chừng khoảng 2 hoặc 3 lần một cái tước nhỏ thôi để cho cái hệ tiêu hóa nó tốt. Đó là cái người xưa mà ông cụ đó sống tới trên dưới khoảng 100 tuổi mà không khi nào bằng áo mình ra ngoài đồng, toàn ở trần không. Nhưng mà tới khi mà ông bằng áo là ông bị cảm, ông không khỏe trong người đó, nhưng mà tới chết vẫn còn đi mần được. Sau khi chết thôi chứ còn sống là đi, mà còn sống là còn đi làm. Ghê thiệt, ông đó ông quá khỏe, ông mất rồi ông cũng gần vườn của Nghĩa nè. Rồi xin cảm ơn cô bác anh chị em bà con nông dân nha.